hai tay chống hông, xoay cổ. Xoay ngược lại. Xoay cánh tay. Xoay ngược lại. Xoay vai. Xoay ngược lại. Xoay khuỷu tay. Xoay ngược lại. Hai tay chống hông, xoay hông. Xoay ngược lại. Xoay gối. Xoay ngược lại. Xoay gối từ trái sang phải. Xoay ngược lại. Xoay cổ tay cổ chân. Đổi bên. Phân tích lỗi sai hay mắc phải. Thứ nhất, động tác bươn thở. Khi các em đưa tay lên cao thì hai tay phải đưa thẳng lên trời, không được cong tay. Khi hai tay được đưa lên cao thì kết hợp với hít vào, và khi hạ tay xuống thì kết hợp với thở ra. Còn động tác tay, các em phải thực hiện các động tác tay một cách dứt khoát. Đối với các động tác đưa tay sang ngang thì hai tay phải ngang vai, không được thấp hơn vai. Với nhịp 3 và nhịp 7, hai bàn tay phải để ngang vai và hai cùi chỏ cũng phải ngang vai. Đó là các lỗi sai mà các em thường mắc phải và cách để các em sửa chữa lại.
Rồi bây giờ các em cùng thả lỏng tay và chân. Hai tay đưa lên cao thả lỏng. Hai tay đưa lên cao thả xuống. Hít thở. Bây giờ các em cùng nghiêng lườn, ép qua bên trái và qua bên phải. Và sau đó gập sâu người xuống, hai đầu gối thẳng. Bây giờ các em cùng gập duỗi. Rồi, thả lỏng tay và chân một lần nữa. Các em dùng bài thể dục này để luyện tập hàng ngày. Hãy mời người thân trong gia đình cùng tham gia tập luyện. Dùng điện thoại quay lại clip khi tập luyện. Các em hãy tích cực tập luyện nhé. Hạn chế chơi game, coi điện thoại nhiều. Phụ giúp việc gia đình, vệ sinh nhà cửa và thân thể sạch sẽ. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn. Hạn chế ra đường. Nhớ đeo khẩu trang khi có việc cần thiết phải ra đường.